Ở đây chúng ta cũng cùng xem một ví dụ ạ. 日韓関係を緊密化するために人的往来の一層の活性化が不可欠です。ベトナムには5月、6月、日本のビジネス関係者約500人が入国しました。また、日越両国は6月19日、人的往来再開のためプレスリリースを発表しました。今後、何ができるか、日本とベトナムは一緒になって考えていきます。Ở đây có một số từ có lẽ là sẽ hơi khó một chút ạ, là những cái từ mà họ dùng nhiều chữ Hán liên tiếp. Thì xin được giải thích thêm ạ, để những bạn nào mà chưa biết những từ này hoặc chưa quen những từ này thì có thể rõ hơn. Ví dụ như từ như có càng càng kệ chẳng hạn, thì đây là có nghĩa là quan hệ giữa hai nước. Người ta thường dùng một cái cụm từ năm chữ Hán liền như thế này khi mà dùng trong những cái ngữ cảnh trang trọng hoặc là trong văn bản. Hay từ kimitsuka, rồi từ này thì chúng ta có thể hiểu rằng tức là nếu mà trực dịch thì nó có thể là mật thiết hóa, nhưng mà thông thường thì người Việt Nam chúng ta khi dùng từ này thì sẽ hiểu nó là thắt chặt ạ. Cụ thể đây trong cái cụm từ này có nghĩa là thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước. Thế hay là cái cụm từ này ạ, jinteki orai, chỉ orai có nghĩa là đi lại, tức là qua lại hai chiều. Jinteki đây là về mặt con người, cho nên cả cụm từ này có nghĩa là đi lại của người dân giữa hai nước. Hay là kaseka thì có nghĩa là năng động hóa hay là thúc đẩy. Đó thì có một số từ tương đối khó, lưu ý các bạn như vậy. Hay, ở đây có một từ nữa, đó là từ press release. Thì đây là cái từ phiên âm tiếng Anh. Press ở đây có nghĩa là báo chí, release là đưa ra cái thông cáo báo chí. Press release, cả cụm từ có thể hiểu như vậy. Thế thì với một cái đoạn phát ngôn khá là dài, với nhiều cái thông tin về con số như thế này, thì chúng ta cần phải lọc ra để phân biệt đâu là ý chính của phát ngôn và đâu chỉ là ý phụ, mang tính chất là minh họa thôi. Thì như vậy chúng ta mới có thể nắm được cái ý chính và làm nổi bật nó lên khi mà chúng ta dịch được. Thế thì theo các bạn trong cái đoạn văn bản này đâu sẽ là ý chính ạ? Gợi ý ở đây thì các bạn có thể lọc ra cái ý chính thứ nhất mà tác giả muốn nói tới đây, đó là như quốc càng càng kéo ở kinh mít ca sơ tâm ý chính thức ô lại nó ý xô nó ca sẽ các cái sự đấy, tức là để mà làm khăng khít hơn mối quan hệ giữa hai nước thì việc thúc đẩy hơn nữa sự giao lưu về con người là điều không thể thiếu được. Thì đấy là cái thông điệp thứ nhất, cái ý chính thứ nhất mà người nói muốn nhấn mạnh tới đây. Thứ hai đó là 今後何ができるか日本とベトナムは一緒になって考えていきます。Là ý chính thứ hai, tức là trong thời gian tới thì có thể làm được điều gì nữa thì Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng nhau suy nghĩ. Thế còn những cái thông tin khác, ví dụ những cái đoạn ở giữa này đúng không ạ? Việt Nam には5月6月日本のビジネス関係者約500人が入国しました。Vân vân. Cho đến cái phần press release を発表しました. Thì nó chỉ là những cái thông tin phụ để minh họa cho những cái nỗ lực gọi là thúc đẩy hơn nữa cái sự giao lưu hay là sự đi lại của người dân hai nước thôi. Nó chỉ là những con số minh họa. Đó, thế thì khi mà chúng ta phân định như vậy thì chúng ta sẽ nhìn nhận nó rõ rệt hơn đâu là cái ý chính mà tác giả muốn nói và đâu là những thông tin phụ mà tác giả